Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá nam nữ công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh năm 2024. Dừng Mường Phăng và quyết định lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi tiếp xúc với cử tri là công nhân, lao động trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Cử tri được Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri đề nghị Quốc hội sửa đổi một số dự án luật cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đề nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng thêm các trường mầm non, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, lao động tại địa bàn các khu cụm công nghiệp, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nước thải, chất thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề, tăng số lượng xe buýt vào giờ cao điểm phục vụ công nhân, lao động đi làm, thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, sửa đổi luật bảo hiểm xã hội để hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm một lần, tăng số lần khám thai cho công nhân lao động nữ, tăng thời gian người lao động được nghỉ để chăm sóc con ốm, đau, xem xét có nghị quyết để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quan tâm hỗ trợ giáo dục ngoài công lập, tăng quyền chủ động cho công đoàn trong tuyển dụng cán bộ và chế độ cho cán bộ công đoàn, quy định nguồn thu công đoàn trong luật công đoàn sửa đổi, chế tài xử lý các doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn, xem xét tăng mức lương bình quân vùng cho công nhân, lao động, đảm bảo cuộc sống. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo một số sở ngành tiếp thu trả lời theo thẩm quyền. Thì là một số các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cái việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là chưa được thực hiện tốt. Vậy tôi muốn hỏi, nếu các doanh nghiệp mà không thực hiện tốt các quy định của pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội, chậm đóng hoặc trốn đóng, thì ban kiểm tra sẽ xử lý như thế nào? Sở lao động là với chức năng quản lý nhà nước và quyền về công tác kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ở đây báo cáo chỉ là năm 2022-2023 vừa qua thì chúng tôi cũng đã trực tiếp xử lý và kiến nghị với ủy ban nhân dân xử lý rất nhiều các doanh nghiệp vi phạm, và tới đây báo chí là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng là thường xuyên theo dõi và tiến hành kiểm tra các kế hoạch và tiến hành kiểm tra đột xuất để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các ngành có giải pháp nào để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo về giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp xuất ăn nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động? Doanh nghiệp có phải xây dựng phương án đáp ứng phòng chống ngộ độc thực phẩm tại doanh nghiệp không? Cơ quan nào thẩm định phê duyệt cũng như kiểm tra giám sát phương án này? Để chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm thì chủ doanh nghiệp cần phải xây dựng phương án đáp ứng phòng chống ngộ độc thực phẩm tại doanh nghiệp của mình. Đây là quy định của pháp luật. Và việc kiểm tra giám sát công tác đáp ứng phòng chống ngộ độc thực phẩm tại doanh nghiệp thì do cơ quan quản lý doanh nghiệp phối hợp cùng với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân
của địa phương, cấp huyện, thành phố có liên quan. Ví dụ như là cử tri đang ở công ty cổ phần Vinatop thuộc ban quản lý khu công nghiệp, thì đấy là cái cơ quan mà quản lý doanh nghiệp thì cùng với Sở Y tế địa phương. Hiện nay thì xe buýt vào giờ cao điểm, học sinh đi học và người lao động đi làm trên các xe buýt rất là đông, không đáp ứng được yêu cầu đi lại của người dân và công nhân lao động. Trong khi đó, giờ thấp điểm thì là ít người đi, có lúc thì có xe không. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các tuyến giờ cao điểm vào giờ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và buổi chiều từ 16 giờ đến 8:30 để thuận tiện cho công nhân đi làm. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp thu ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ cùng với các ngành để mà bàn bạc phối hợp với lại doanh nghiệp để cố gắng làm sao chúng ta điều chỉnh được tăng cái số chuyến ở các cái giờ cao điểm để phục vụ tốt nhất cho người dân nói chung và công nghiệp nói riêng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định những ý kiến của cử tri đều là những vấn đề xác đáng từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, tác động đến tình hình việc làm, đời sống của công nhân, lao động trong các khu cụm công nghiệp và những nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin tới cử tri một số chủ trương, định hướng lớn của tỉnh liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lao động, giải quyết ô nhiễm môi trường trong khu cụm công nghiệp, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống và phúc lợi cho nhân dân để đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Về vấn đề nhà ở xã hội thì đây là một cái nhu cầu cũng rất là cấp bách và Thủ tướng Chính phủ đang đẩy mạnh chỉ đạo chương trình là phát triển mục tiêu nhà ở xã hội. Ở một số địa phương khác cũng có những mô hình phát triển nhà ở xã hội rất là thành công. Tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta là một tỉnh phát triển công nghiệp, tỷ lệ công nhân lao động trong các khu công nghiệp rất là cao. Và ngoài người dân ở địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng ta cũng còn thu hút người dân ở các địa phương khác đến làm việc ở trên địa bàn của tỉnh ta. Như vậy thì chương trình phát triển nhà ở để đảm bảo cho công nhân, người lao động, những người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở xã hội cũng rất là cần thiết. Và tỉnh sẽ tính toán tiếp tục đẩy mạnh trong chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu toàn bộ các kiến nghị đề xuất của cử tri về sửa đổi một số luật của Quốc hội trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, công đoàn, chính Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét tại kỳ họp thứ 7, qua đó đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống. Chiều nay tại tỉnh Kon Tum, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành chức năng và các địa phương tiếp tục rà soát lại diện tích rừng phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, rà soát đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển lâm nghiệp bền vững. Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương với phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao. Chiều nay tại Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá nam nữ công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh năm 2024. Đến dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thống nhất lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo lợi ích của người lao động, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động với mục tiêu kêu gọi người sử dụng lao động, người lao động hãy đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc bằng việc lặp đi, lặp lại hành động thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro, mất an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ nội quy, quy trình, quy định an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhân dịp này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi các đơn vị đồng hành tặng quà có giá trị bằng hiện vật cho công nhân lao động. Cũng tại buổi lễ, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá nam, nữ công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh năm 2024 với sự tham gia của 16 đội bóng đá nam, 8 đội bóng đá nữ đã xuất sắc vượt qua vòng loại. Trước đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tư vấn khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động. Với phương châm khỏe để lao động sản xuất, trong chuỗi khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động đợt này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh dự kiến sẽ khám cho khoảng 5.000 lượt người. Các hoạt động khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho công nhân lao động nhằm hướng tới việc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thông qua việc khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư giúp công nhân, lao động có sức khỏe tốt hơn, yên tâm lao động sản xuất. Nhân dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động tiêu biểu. Cách đây 70 năm, trên cánh đồng Mường Thanh lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đánh bại thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bảy mươi năm qua, tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, đưa Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta, như lời Bác Hồ căn dặn khi người về thăm Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chọn khu rừng Nguyên Sinh dưới chân núi Pú Đồn thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm nơi đặt sở chỉ huy để chỉ huy điều hành toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 70 năm, cánh rừng Mường Phăng hôm nay đã trở thành di tích lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho các thế hệ hậu sinh và là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước, quốc tế. Cánh rừng Mường Phăng trải rộng hàng nghìn hecta với độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Dưới những tán cây cổ thụ, di tích lịch sử, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã được trùng tu, cải tạo nhiều lần, nhưng vẫn bảo tồn được nhiều lán làm việc và hầm trú ẩn của các bộ phận tham mưu trong chiến dịch. Khi đó, thực dân Pháp với đội quân hùng hậu gồm hàng vạn binh lính cùng những thiết bị tối tân hiện đại được Mỹ viện trợ đã tự mãn cho rằng
có thể nuốt chửng chúng ta trong một thời gian ngắn. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định chỉ chắc thắng mới đánh. Chính tại sở chỉ huy chiến dịch ở cánh rừng Mường Phăng này, vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng với Bộ chỉ huy chiến dịch đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định đến thắng lợi của từng trận đánh, trong đó có chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, một trong những quyết định khó khăn trong cuộc đời cầm quân của đại tướng. Nhưng đó cũng là một quyết định quan trọng về chiến thuật đưa đến ngày giải phóng Điện Biên, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hôm nay chúng tôi lên đây là cái điểm khởi xúc thôi. Tôi rất thấy cái là xúc động, rất xúc động cái là giữa là gian khổ của những vị lãnh đạo để làm sao để giải phóng Điện Biên Phủ. Đó là một cái kỳ công. Chúng tôi là vô cùng cảm ơn đồng chí Đại tướng Nguyễn Giáp. Hệ thống chỉ huy và phòng thủ dã chiến với các hầm hào, lán trại liên hoàn vẫn còn đây là minh chứng cho những ngày chiến đấu đầy gian khổ, đầy hy sinh, cho ý chí chiến đấu kiên cường của toàn quân và dân ta. Cánh rừng Mường Phăng từ chiến dịch Điện Biên Phủ được bà con địa phương trìu mến gọi với tên là rừng Đại Tướng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.